Hello anh em, và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nói đến một cái trend mới ở máy chủ Hàn Quốc và thậm chí đã xuất hiện ở trên LCK, đó chính là ringtone với móng vuốt ám muội. Các bạn là gần đây thì cái trí hấp huyết ngày càng bị giảm sức mạnh nhiều lần. So với cái thời đầu mùa 11 thì bây giờ trí hấp huyết hồi phục ít hơn rất nhiều. Thành ra cái sự ưa chuộng dành cho nó cũng đang dần giảm đi. Những cái vị tướng như kiểu ringtone bây giờ thay vì lên trí hấp huyết thì chúng ta sẽ chọn móng vuốt ám muội, bởi vì móng vuốt ám muội nó cho khả năng dồn sát thương hoàn hảo cũng như là cái độ tiếp cận thật ra tớ đã nói đến rất nhiều lần rồi. Thì khi ringtone sử dụng cái món đồ này, nó sẽ tạo nên cái combo rất là đơn giản, đó là các bạn E sau đó dùng móng vuốt ám muội để tiếp cận đánh thường W rồi Q và E lần thứ hai nữa thì gần như không kẻ địch nào có thể chạy thoát. Và đặc biệt là cái món đồ này thì nó tốt đối với những cái kèo đấu tầm xa như kiểu là Queen hay là Gna mà ringtone khá là khó để đối đầu. Sau khi hoàn thành móng vuốt ám muội thì các bạn vẫn lên các món trang bị đấu sĩ như là móng vuốt Steric, vũ điệu tử thần, giáp tâm linh, giáp thiên thần, đồ giảm hồi máu vân vân. Trong video này thì các bạn sẽ thấy ringtone đối đầu cực kỳ tốt với Na, một cái kèo khá khó nếu không lên móng vuốt ám muội. Nếu các bạn thích video thì nhớ like cũng như đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo nhé. Một điều nữa là tớ livestream mỗi ngày lúc 21:21 trên YouTube và 23:00 trên nimo.tv/aloda. Nếu được thì các bạn hãy ghé qua ủng hộ nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, dừng nó ở kia rồi. Đổi mạng. À, đánh nhau ở boss xong đi xin có sắt đào. Chuyện này cá sấu sẵn sàng tấn công, đam hơi bị to, đừng có khinh. Thôi về ơi, nó là sứ giả nhưng mà không đánh được luôn đấy, bởi vì sứ giả nhá, con Casio chết rồi mà Wix 61 gầm gương vô danh sao chơi. Ê shit, thôi bỏ đi bỏ đi, khó lắm không, nó chậm quá đánh này. Ok, ăn sứ giả đi. Thằng kia còn flash các thứ mà. Vậy được rồi. Đoạn này dễ giết lắm, bởi vì đoạn này nó đang không có dạng na to, mình có móng vuốt luôn rồi. Xem nó ăn tiền trụ không. Nó có ăn là tôi all in giết luôn này. Nó không có tốc biến nữa. Thôi rồi, kệ đi kệ đi. Là những gì mình làm được thôi. Được 3 lớp không ta? Gần nổ trụ luôn. Na tê lê xuống à? Tôi bỏ tay thôi, tôi giết nó rồi, công đánh phải tự chú ý thôi. À, cho nó bắn bớt lính. Rồi. Con Gna nó đánh cũng không hẳn là sai. Nó chỉ không nghĩ là mình lên đảm máu vuốt đám bụi kiểu kiểu như vậy à. Tại vì các bạn mua cái này này, cái này cũng có thể là nguyệt đao mà. Nó đâu biết mình lên gì đâu, quả đấy mình vừa đi từ nhà ra cầm cái móng vuốt ám bụi ra. Có dựng nó à, mà nó không sợ luôn này. Có thể nhưng mà tôi phải đánh mạo hiểm thôi, tại vì team tôi đang thua. Nếu team tôi mạnh thì có lẽ tôi không cần phải đánh như này, nhưng mà team tôi đang thua. Nice. Ôi khó à, tới đây. Hay ăn được rồng rồi thì thôi. Ui, thằng kia giết được luôn á. Hơi đèn, tôi tưởng có một hit cơ.
đánh được ấy. À, kiểm soát tầm nhìn á. Ok, chém một hit nữa được không? Húc lại luôn hả? Nice. Giết được gần hết. Ăn được rồng. Vô chung vậy lãi rồi. Phải nên về mua đồ không? Mà thằng Na nó cũng chưa mua đồ mà chắc chơi được. Na yếu lắm. Chưa được một đồ lớn luôn. Lên tinh ta linh tinh. Ông làm bầu quá ông ơi. Trời ơi. Ông làm màu quá hả? Ông đứng cũng smile luôn đi, lại còn vậy nữa. Cắt số, không phải là không đánh được mà. Còn ai nữa? Thôi về đi cũng được. Giết nó. Thằng Warwick này hay lối vị trí lắm mà. Giết nó. Rồi. Đợi Lee Sin vòng qua sau. Đánh ai Lee Sin vòng sau rồi nè. Rồi. Baron. Sống 5 người mà alo. Game căng nhở. Lâu lâu đánh được quả game căng phết. Nó support nó ngáo quá. Nó lên full AP này này. À. Nice. Đánh luôn. Đánh. Đánh. Thôi vậy được rồi. Thôi. Bình tĩnh thôi. Chạy ra đây hồi máu tí á. Thật ra có thể lựa chọn bỏ cho nó ăn rồng mình ăn Baron. Lựa chọn đấy cũng không hay lắm tới này. Cái này flank hơi sâu. Rồng em. Một rồng. Đánh này. Từ từ thả diều. Nào tôi không chết được. Quyết nói. Xong. Chi chi. Dễ mà. Team mình giao tranh hơn hẳn. Hẳn top nó phế quá. À, dù support mình phế nhưng mà top nó phế hơn. Thầy tự cánh. Má quẩn gửi là HAV. Kinh hãi. Thằng rừng nó sai rồi, vô vào là sai rồi, vô vào làm gì? Vô vào phải có tin theo, vô không tin theo.